Hello, hello. Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Và Liêm Dương ạ, đấy, bây giờ đang ở trong cái vườn táo Mỹ. Đây là cái vườn táo này ấy, có rất là nhiều táo này. Từ táo xanh, táo đỏ, táo trắng, táo vàng. Nhưng mà thích nhất ấy, thì mình vẫn ăn loại táo xanh ấy, là nó ngọt nhất và là ngon nhất. Còn những cái loại táo đỏ này thì nó có vẻ nó nhạt hơn một chút. Và Liêm Tương Ạt đấy đang cùng quý vị và các bạn đi hái táo này. Đây, cái này có vẻ ngon này, nó trong khu vườn của Mỹ đây. Liêm Tương Ạt ngặt táo cùng các bạn này đó, các bạn thấy không? Đây một trái táo nha. Rồi đây, trái táo mình đút vào cái túi này, đút vào túi của mình. Và bây giờ ấy, mình cảm thấy ấy là những cái táo này rất là nhiều lộc luôn, rất là nhiều nhiều quả luôn đó. Mình ngắt ăn tại vườn được luôn, và không ngắt được ấy mình ngắt mang về mình ăn. Rồi, ví dụ như quả này này, ui rơi xuống đất một quả này, xin lỗi nhá, đó rơi xuống đất này. Ví dụ quả này mình ngặt, mình cho vào túi này. Rồi mình lên cái vườn táo xanh nha. Mình ra cái chỗ táo xanh này, táo xanh ấy này, nó có vẻ hấp dẫn hơn bởi vì nó ngọt hơn. Túi của mình ấy cũng được khoảng mấy quả nữa, mà càng càng vắt nhiều ấy, tay càng mỏi các bạn ạ. Tay càng mỏi, vặt càng nhiều tay càng mỏi, càng đi càng khó. Đó. Và ở đây ấy, ra vườn này, vườn táo xanh. Nếu mình tốt nhất đây là mình phải trèo lên cái cây ấy. Bởi vì mình mà ở dưới ấy, nó không có nhiều quả. Đây như ở đây ví dụ quả vườn táo xanh này. Mình đây mình hái cho các bạn xem này. Đó đó các bạn thấy không? Ví dụ như quả như vậy ấy, trên đấy là nắng nó vào này, trên là nắng nó vào, và dưới ấy là còn xanh mà nó cũng có một chút bụi phấn, thì mình chỉ cần lau đi thôi là mình ăn được. À táo xanh này á, ăn ngon hơn, ngọt hơn, dịu hơn. Cái táo đỏ ấy, cảm giác là nó xốp hơn, nó nhiều nhựa hơn. Táo xanh ấy, nó thanh hơn, ngon hơn. Mà không biết ở chỗ khác ra sao, nhưng ở chỗ này ấy, táo xanh đúng là ngon hơn nhiều so với táo đỏ. Vị này nó thanh hơn, vị nó thanh hơn này, nó ngon hơn. Để lát mình leo lên cây nha, leo lên cây này đi, mình hái vài trái. Cái quả áo màu đỏ ấy, nó bị nhiều nhựa hơn. Còn táo màu xanh ấy, nó ít nhựa hơn. Ăn nó cũng có cái chất chất ngọt. Phía trên đỏ này là bị nắng chiếu vào nó như là bị nóng ấy. Cảm giác là nó nóng,
nắng nóng á. Được các bạn ạ, hái vài quả táo đỏ nha, hái vài quả táo xanh chứ không phải táo đỏ. Đây mình thích quả đó này, quả đó là chín này. Đây để các bạn, để mình đeo lên nha. Vâng, hello hello, kính chào các bạn. Và hiện tại em đang thưởng thức cái táo màu xanh, màu xanh ấy, có vẻ ngọt và thanh, thanh hơn cái táo màu đỏ. Cái táo màu xanh ấy, nó quả nó có vẻ chất hơn, chất lượng nó ngon hơn và vị nó ngọt hơn. Vườn táo này rất là rộng, vườn táo rất là rộng, rất nhiều cây luôn. Thích nhất là được mình leo lên này, mình trèo này, rồi mình hái này, rồi mình gặt hạt ăn này, rồi mình chọn xem quả nào ngọt thì mình lấy, còn quả nào nó không ngọt ấy, thì mình đi cây khác. Còn cái cây màu xanh này thì tùy theo khẩu vị mỗi người, người nào thích ăn bình thường ấy, thì ăn trái táo màu đỏ. Thanh ngọt hơn là ăn trái táo màu xanh. Đây. Đó, trên này có mấy trái nè. Đó, rất là nhiều trái luôn. Nó cũng tầm vừa vừa thôi, không có cao lắm. Đây, đem vào gốc này. Đứng ngoài các bạn không nhìn thấy táo. Đó. Em đứng vào gốc này. Đó. Quay trên quay xuống. Đây phải leo lên lại mình mới thấy những cái trái táo mà mình tìm mình vặt. Quá ngọt, quá ngon luôn. Đó, còn đây là vườn táo Mỹ này. Vườn táo Mỹ, và đây ấy, đây là những cái quả táo Mỹ này. Đó, quả táo rất là nhiều. Đó, nhiều mức độ nào đó, các bạn vào gốc này. Đó, nhìn thấy này. Đó, rất là nhiều. Nhiều táo luôn. Táo đỏ, táo xanh, táo vàng, táo trắng, rất là tuyệt vời. Đó, chỉ còn một vườn táo này thôi mà người ta nghĩ ra cái kinh doanh vườn táo. Mình chưa sang cái gốc bên kia đâu, mình đi sang gốc bên kia coi ha. Hello, chào các bạn. Và bây giờ ấy, em đang trèo lên cái cây, trèo lên cái cây táo đỏ này. Đó, hiện tại là trèo lên cái cây táo đỏ để hái thêm vài trái nữa. Nhưng mà đây, vặt thêm cái trái đỏ bên này này. Và mình, những cái trái ấy, cái trái này nó ở dưới nắng ấy, nó không có ngon. Mà mình phải hái cái trên trái nắng này. Cái này nó hơi cao một chút, leo lên cao một chút mới đến cái trái này. Cái táo ấy nó có vẻ dai nha các bạn nha. Cái táo nó dai quá, không có sợ ngã. Đó, đây này. Đó, đây. Ở đây ấy, mình sẽ bắt đầu mình hái quả đỏ này. Đây, quả đỏ đây các bạn ơi. Đó, táo đỏ của nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Đây, cái này cho Ken nè.
này cho Ken. Đây là quả cái táo Mỹ. Và giống như cái kiểu là Tôn Ngộ Không ấy. Tôn Ngộ Không đi hái trái táo ấy. Đó, như là Tôn Ngộ Không hái được cái trái táo ngon lành. Đó. Và ở đây mình sẽ hái hai cái trái màu đỏ ở đây. Các bạn ơi, và thêm một trái màu đỏ nữa. Như vậy là có hai trái màu đỏ. Ở cây này mình vặt được hai trái màu đỏ này. Đó, táo rất là to, to bằng cái mặt luôn. Đó. Đây các bạn thân mến. Và đây là những cái trái táo này. Cái trái táo đỏ ở trong khu vườn ấy, rất là ngon. Táo này, táo ở Georgia nha. Táo Georgia ấy là khác vị táo ở Minnesota này, khác vị táo ở bên Cali này, khác vị táo ở bên tiểu bang khác. Bởi vì táo miền Nam ấy nó lại khác với các tiểu bang khác. Đó. Hái táo cũng rất là thú vị, rất là thảnh thơi. Đó, nếu mà có các bạn qua đây đi hái táo cùng ấy, thì còn gì là tuyệt vời hơn bằng. Đó, chúng ta có thể thấy là táo ấy, hái rất là tuyệt vời. Đó. Ở đây nó cũng có mấy cái con ong này. Mấy cái tổ ong, mấy cái con ong. Đó. Đây dưới gốc này này, chi chít luôn. Chi chít những quả táo luôn. Đó. Đó. Này táo lộc luôn. Chi chít. Những cành táo, quả táo rất là tuyệt vời. Đây hình như là cái tổ ong các bạn. Đây hình như cái tổ ong hay sao đó. Rồi. Là tổ ong này để cho táo ấy. Nuôi để cho nó táo nó làm phát phấn hoa cho táo ấy. Đó. Thôi. Bây giờ mình ra đây này, giới thiệu với các bạn vườn táo xanh. Vườn táo xanh. À, táo xanh có vẻ ngọt. Vườn táo đỏ có vẻ là xốp hơn. Nhưng mà táo xanh nó thanh và nó ngọt hơn. À, theo mình là mình leo lên cây này mình. Lúc nãy mình leo lên cây này rồi này. Đó, các bạn thấy không? Đó, táo xanh á. Táo xanh rồi. Đó, táo xanh. Đây táo xanh. Các bạn thân yêu táo xanh. Táo xanh. Đây là mấy quả táo nữa này. Chín vàng ươm. Vàng ươm rất là đẹp. Này táo ngon này. Đó. Hello. Kính chào các bạn thân mến. Và bây giờ ấy, em đang ở vườn táo màu xanh này. Đó, trên đầu có nhiều quả táo màu xanh lắm. Rất là nhiều quả táo màu xanh. Đó. Vô vàn luôn. Vô vàn táo màu xanh. Táo màu xanh ấy được cái ấy, nó cũng rất là ngọt nha. Đây, bây giờ để em hái táo màu xanh cho các bác coi nè. Đó, lựa quả nào ấy nó ngon ngon một chút đây này. Đó. Đây, hái này. Đó. Đây, trái táo màu xanh. Rồi. Đó. Trong cái khu vườn này, để táo màu xanh ấy. Và trên này mình leo lên cũng được vài trái đó. Ở dưới này thì thử hái xem ăn nó ra sao nha. Đây để em hái cái quả ở dưới cho các bác coi này. Đó, đây này. Đó. Đây. Xem hôm nay nó ở góc này nó có ngọt không.
đúng thật, ở đây nó ngọt hơn. Cây này nó ngọt hơn rất là nhiều. Nó ngọt, nó giòn hơn rất là nhiều. Đó, đây là táo Mỹ, không phải táo tàu các bạn nha. Đây, táo Mỹ ở vườn táo Mỹ. Tuyệt vời luôn. Cây này ngọt nè. Cây này quả rất là ngọt. Không phải cần phải chấm muối ớt luôn. Quả cảm giác nó rất là ngon. Rất là tuyệt. Trên đầu em lại một quả táo nữa, màu xanh. Đây, trước mặt một quả nữa. Đằng sau mấy quả màu xanh nữa. Bởi vì màu xanh á, nó lấn vào cái màu của lá, rất là khó nhìn. Các bạn xem hãy đừng quên đăng ký ủng hộ và cho em một nút thích nha. Ngon quá trời ngon luôn. Mình chụp mấy quả táo ở đây. Nó chụp được sáng. Zoom. Focus point này. Và đây chụp mấy quả táo ở gần trước mặt này. Mờ quá. Mà được thấy ở trong cái gốc này nó rất là nhiều táo. Gốc rất là nhiều táo, nhiều trái cây luôn. Rồi để mình ra cái ánh nắng ấy chụp. Nhưng mà cái cây này nó rất là nhiều trái ngon đấy. Nên là mình sẽ trèo lên cây. Đó. Mình sẽ trèo lên cây, ưu tiên cho cái cây này hái hai quả nữa. Ở đây nó có cái tổ chim luôn này. Và Liêm Tư Đạt đứng ở trong cái vườn táo xanh này. Đó, đây. Vườn táo xanh ngắt. Đây. Quá trời, quả táo màu xanh này. Đó, quả này màu chín này. Đó, vào gần thêm. Gần thêm ta thấy trái màu xanh này. Đó. Đây là trái táo màu xanh. Và ở trên này ấy, cái táo này. Đó, đây, mấy quả màu xanh. Đó, trên kia nắng nó chiếu vô này. Đó, qua bên này đi. Đó, các bạn thấy không? Một chùm quả, toàn quả màu xanh luôn. Nếu như ở xa ấy, chúng ta không nhìn thấy đâu. Nhưng mà khi mà vào gần ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái quả màu xanh. Đó, những cái quả màu xanh. Và đây ấy, đây hai quả này. Đó, rất là nhiều. Nhìn ở xa xa ấy, không thấy gì. Nhưng mà khi mà vào gần ấy, thì chúng ta sẽ thấy đó. Rất là nhiều. Chi chít luôn, đó, chi chít táo luôn. Quá trời luôn, đó. Quá trời đất táo bởi vì cái màu xanh ấy. Màu xanh nó như cái lá luôn. Rất là khó phát hiện. Nhưng mà vào gần đấy chúng ta thấy đó. Đó, quá trời táo luôn, rất là khó phát hiện. Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Và Liêm Dương ấy đang ở cái vườn táo ở Georgia. Đây, cái vườn táo Georgia các bạn ơi.
quả rất là sai. Năm nay sản lượng thu hoạch của những cái cây táo này ấy, rất là tuyệt vời, quả rất là nhiều. Và giới hạn ấy, mỗi bịch thì cái bịch của mình ấy là 18 đồng, bịch nhỏ là 10 đồng và bịch to là 25 đồng, từ 25 đồng một bịch. Đó, giới hạn của bịch của mình đây này, bịch của mình hiện tại là 18 đồng đó. Và ở đây ấy, mình chui vào cái gốc này, chui gốc này đi, gốc này ấy, nó có vẻ nó táo nhiều hơn. Đó, chui vào cái gốc cây táo cho các bạn xem này. Đó, đây cái gốc cây này. Đó, nhiều táo chưa? Đó, trong này như là một cái vườn nhà bằng táo vậy đó. Trên táo này, dưới táo này, xung quanh táo này. Và Georgia ấy, nổi tiếng là tiểu bang peach. Peach có nghĩa là đào ấy. Đào là tiểu bang của những trái đào. Và táo ấy, trong cái vườn này ấy, năm nay thu hoạch rất là khủng. Đó, các bạn thấy không? Thu hoạch rất là khủng. Và táo ấy, mình thấy là tiểu bang này ấy, nó được cái là nhiều nắng, nhiều gió ấy. Vì vậy cho nên là những trái táo ấy, nó mọc nhiều hơn và quả nó ngọt hơn. Đấy, và nó thơm ngon hơn. Đó, ăn rất là ngọt. Và ở đây, đó đây táo xanh nha. Mình thích những táo xanh nha. Táo hồng mình thích. Táo hồng mình cũng thích, mình cũng hái vài quả. Táo đỏ ấy. Táo đỏ thì thuộc về nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn nữa. Đây, nếu mà chúng ta chưa thấy cây nhiều quả như nào ấy thì chúng ta vào đây này. Vào đây chúng ta sẽ thấy này. Đó, đằng sau là táo, trước mặt là táo, bên phải là táo, đằng sau là táo, bên trái cũng táo luôn. Đó, nếu mà mình đi vào đây, khu ngoài này là khu táo xanh, còn khu bên trong là khu táo đỏ. Đó, khu táo đỏ. Rồi, đó bên này này. Đây là một khu vườn toàn cây toàn táo luôn. Những quả táo ở đây ấy, nó cực kỳ ngon. Đó, bởi vì cái nắng ở đâu nhiều nắng là đó táo nó ngon. Và cả một rừng luôn. Đấy. Khi mà thụ phấn cây ấy, từ cây này nó sẽ bay sang cây kia. Đó. Mà người ở đây ấy, người dân cũng rất là thích ăn táo. Và hái táo tận vườn luôn. Cái này nó cách khu trung tâm ấy, Atlanta là 2 tiếng đồng hồ. 2 giờ chạy xe. 2 giờ chạy xe để đến được cái khu vườn táo này. Và các bạn muốn tìm đến khu này ấy, vào tìm lên khu bản đồ để lên thấy những cái đây, những trái táo đây. Đó. Rất là tuyệt vời. Hello, và bây giờ ấy thì mình sẽ đi dạo quanh cái vườn táo này cho các bạn xem được cái vẻ đẹp của cái vườn táo. Mình đi lên đây này. Hiện tại là cái túi táo của mình nó đầy rồi. Đó. Nhưng mà cái cảnh vườn táo ấy rất là đẹp. Nên mình sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn cái khung cảnh bên đồi và khung cảnh vườn táo ấy. Rất là đẹp. Và ngoài này ấy, thì chúng ta thấy ấy, ngoài này người ta trồng một số cái cây. Những cái cây ấy, đây là những cái ngọn đồi ở Georgia. Lâu lắm rồi mình cũng không thấy đồi thấy núi ấy. Nên là được thấy đồi thấy núi rất là tuyệt vời. Cảnh đồi núi này rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy cái đồi núi không? Đây như những cái ngọn đồi thoai thoải và vườn táo. Đó. Lâu lắm rồi mình mới thấy những cái ngọn đồi ấy. Bởi vì mình hay ở trong thành phố và ít khi ra những khu này.
là lâu rồi mới thấy những cái ngọn đồi đẹp như vậy. Và ở đây người ta đang trồng cái cây táo này, cái táo non người ta đang ươm trồng ở đây, và về sau ấy nó sẽ thành những cái cây rất là lớn và rất là to. Và cánh đồng ở đây ấy, nó rất là đẹp. Đó, mình cũng ở đây mình cũng view mấy cái kiểu ảnh cho các bạn xem. Bên kia ấy, ở bên đó ấy là như những cảnh đồi núi như là quê của mình vậy đó. Lâu rồi ấy, đi cách Atlanta khoảng mấy giờ đồng hồ ấy, mình mới thấy mấy cái đồi núi như vậy, rất là đẹp. Và đây, trong này là cái vườn táo đây. Đó, vườn táo mà chúng ta thấy ở đây. Và ở Georgia ấy, đó là những cái khu này ấy, nó như là những cái khu đồi, khu núi vậy đó. Và khi mà hái táo ấy, thì người ta sẽ hái những cái trái táo rất là đẹp như vậy. Đó. Và cái nhà này, nhà mái tôn. Và đấy con đường ấy. Con đường ấy, nó là cái con đường huyết mạch. Còn nhà người ta quản lý vườn táo này ở đây thì có những cái người ấy, người ta sẽ vào người ta hái táo để mang đi bán. Đó. Ở xa xa ấy, quê thì nó cũng giống như là quê của mình vậy đó. Có vườn táo này, có những lùm cây này, có những ngọn cây bờ cỏ rất là đẹp và đậm chất quê hương của mình.